Alkali Water. Anoli, Ừ. Anoli. Mới gửi link vào đấy. Cái bài tập mà em chỉ định sẽ làm á, khi mà xây dựng kế hoạch á. Rồi cái gì nữa? Bài tập thì mình chia sẻ rồi. Em muốn xem đi chưa? Chia sẻ lại không? Chia sẻ lại chi tiết nữa phải không? 9 giờ rồi. Đúng rồi. Chia sẻ quyền host. Bấm nút nào quá nhỉ? Chia sẻ hả? Nó có cái chữ share screen á. Share screen không? Chỉ quyền host á, quyền host. Em không có lập, em cũng không biết nữa. Nhớ lúc trước có xe quyền hot. Quên, hình như là không được tại vì AK của mình. Xe quyền hot là phải cái người nào làm cái nhóm đó mới được đúng không? À, không phải, không, tại AK hình như AK của mình miễn phí. Mình không chia được. Là không được xe hả? Không được xe hả? Trang đang recording nhưng mà Trang sợ máy Trang không có đủ nội dung, đủ dung lượng á. Cái cuối cùng nó lại không chịu convert cho video á. Để xem thử coi. Hôm bữa mới delete một đống rồi. Mà để cho nó đỡ nặng máy. Rồi. Bạn muốn chia sẻ cái slide này thôi phải không? Tức là cái phần mà xây dựng kế hoạch xây dựng tam bảo đó là chị nói sơ qua đi. Ok. Xây dựng các bạn. Thấy màn hình được không? Thì hôm qua mình gửi cho mọi người cái spreadsheet Excel rồi đó. Ừ, cay lắm. Excel là gì? Excel mình làm để điền vô đó. Ok, file Excel rồi đó. Cho nên coi lại cái tin nhắn của mình nha. Ok. Thì để mình hỏi coi. Mở cái file ra. Ai hôm qua mình share cái file này đây. Thì mọi người chỉ việc copy cái file này về tường nhà mình rồi điền vô thôi. Dạ, mình làm sẵn luôn rồi. Rồi bây giờ hiện tại các bạn đang có những người tại hiện trí nào? Chúng ta cần phải tìm nhiều tại hiện trí, tại vì hôm bữa như mình nói là không có người thầy nào hoàn hảo trên cuộc đời này, cho nên mình cần phát triển với một mặt nào đó mình muốn, thì mình cần phải tìm cái người thầy đó, mà không phải người thầy nào cũng là người thầy hiện trí. Đa số những thầy phổ thông và những diễn giả đang đứng dậy trên cái mặt bàn Việt Nam của mình là chưa có ít ai hiện trí. Đa số thì có trí nhưng mà hiền thì chưa có được cái đạo đức trí tuệ nghị lực, nhất là phần đạo đức. Vấn đề chính là không phải là họ không có đạo đức, mà là và cái chính là bản thân họ chưa mang về cái phần đạo đức đúng đắn. Bản thân họ chưa có tiếp tiếp ngộ được cái đạo đức đúng đắn, chứ không phải là họ không muốn trở thành đạo đức nha các bạn. Ok, có đây. Rồi, sức khỏe thì hiện tại mình có, đây là cái sheet của mình. Sức khỏe thì hiện tại mình có thầy Thích Tâm Thành, mình chưa có được tham gia khóa học nào cả, nhưng mà mình có cái chị bạn học khóa đó rồi, xong chị có viết ra chi tiết tất cả các chi tiết của cái khóa học đó, và hôm bữa mình có gửi cho nhóm rồi đó, mà lâu rồi để kiếm lại cái file đó. Là buổi sáng làm cái gì ngày thứ nhất, buổi sáng làm cái gì, 8 giờ làm cái gì, 9 giờ làm cái gì, 10 giờ làm cái gì, nói chung là chi tiết, rất là chi tiết luôn. Mà mỗi khi làm cái gì là có link cái video cụ thể hết trong cái file đó. Thì Thích Tâm Thành đó chị. Thích Tâm Thành hả? Thích Tâm Thành của người có, nó có gia đình học thầy khóa Thanh Lọc Thân Tâm rồi mà. Nhưng mà mẹ em không nhớ đâu, mẹ em làm sao truyền đạt được. mẹ em chỉ Ok, vậy thì thầy Thích Tâm Thành thì ai cũng biết rồi phải không? Cho nên là mình phải phải giới thiệu nó phải không? Dạ biết. Dạ chị chút. Đây chút. Ăn. Giờ phải hối lộ em trai để
em trai cho mẹ học hả? Mỗi loại chocolate để em trai cho mẹ học hả? Nó sẽ có đau bụng không? Đau bụng ra anh mua dày, anh mua cái này dày. Bà ngoại ra ra cảm ơn bà ngoại đi. Ra cảm ơn bà ngoại. Bạn nào mà chưa biết về thầy Thích Tâm Thành thì có một cái video thầy giới thiệu thầy giới thiệu. Mình cũng bỏ vào trong nhóm của mình luôn rồi mình ta. Còn không thôi lên cái Facebook của mình kiếm lại. Có một cái link mà thầy giới thiệu về xuất xứ nguồn gốc của gia đình thầy và vì sao thầy trở thành như thầy ngày nay. Thì mình biết cái nguồn gốc của người tác giả thì mình hiểu hơn về khóa Thanh Lọc Thân Tâm này. Nguyệt đang tham gia cái khóa của anh Lê Tích Đức á. Thì bạn thân anh Lê Tích Đức là anh học khóa Thanh Lọc Thân Tâm này, anh học khóa của thầy luyện khí công là thầy vừa quên mất tiêu rồi. Anh học nhiều khóa lắm mà anh đúc kết lại thành cái khóa của anh. Nhưng mà mình coi đi coi lại thì mình vẫn thấy là có nhiều cái, ví dụ như là nghe không? Có nhiều cái hoặc là có một cái duy nhất của khóa của ảnh đó, là mình thấy thầy Thích Tâm Thành không đồng ý là cái xúc ruột bằng cà phê á. Và thầy giải thích lý rất là kỹ vì sao mình không nên làm như vậy. Thì vì sao chị? Thì chính xác thầy nói là cái xúc ruột đó nó chỉ xúc ruột. Cái xúc ruột đó mà mình đẩy cái cây á, thứ nhất á là con người mình nếu mà muốn làm sạch sạch á thì phải làm từ trong ra ngoài. Không có làm từ ngoài vô trong, thứ nhất là nó không có đúng cái đạo lý rồi. Nó không, thứ hai nữa là cái đó nó chỉ đẩy lên được cái phần nào mà cái dây nó đẩy thôi. Ví dụ dây nó đẩy được 10 cm thì nó chạy được đẩy được 10 cm thôi. Mà mình biết cái ruột của mình á là nó dài đến cả 9 m lận. Nếu mà cái ruột của mình mà đem đo thẳng đường ra một đường á là nó dài 9 m lận. Cho nên là cái đó nó không có thật sự, nó cũng không, nó chỉ lọc, nhưng mà nó lọc được chắc được nữa hay là chưa được nữa đâu. Mà nó lọc, nó đẩy từ bên ngoài vào trong là một cái bất hợp lý. Thứ hai nữa là nó đẩy từ dưới lên trên chứ không phải từ trên xuống dưới. Con người mình thì đi vô ở trên, đi ra ở dưới chứ không phải là đi vô ở dưới ra ở trên. Cũng không phải đi vô ở dưới mà đi ra ở dưới nữa. Cho nên thầy giải thích mình như vậy thì mình nghe đúng là hợp lý hơn. Và cái cách thanh lọc của thầy thì nó thanh lọc sạch sẽ hơn. Còn cái cách đó, ví dụ như là hồi nào đến giờ cái loại mà nhét vô ở dưới đó thì nó chỉ thịnh hành khoảng 7 đến 10 năm lại đây thôi. Nhất là khoảng 3 năm lại đây là rất là thịnh hành luôn. Nó có khoảng 5 đến 7 năm đây cách đây rồi, nhưng mà khoảng 3 năm lại đây rất là thịnh hành trên toàn thế giới. Nhưng mà lý do tại sao mà ngày xưa nó không có những cái này cũng không hẳn là ông bà mình không biết, nhưng mà bởi vì đây là những cách thức nó không có. Tại vì nếu như mà mình đúc vô nhiều á ở phía dưới á thì nó sẽ làm cho cái làm cho cái phần hậu môn của mình á nó sẽ bị giãn mà nó không có sao nhỉ? Nói chung mình giải thích thì không có được nghe không có được hợp lý như thầy Thành đâu, nhưng mà lý do mình nhìn vào cái vấn đề này là tại vì mình có tiền sử bị bệnh trĩ. Cho nên mình không muốn đúc cái gì vào cái dưới của mình hết. Cho nên mình mới tìm hiểu là lý do là cái này nó có hợp lý với cái người bị bệnh trĩ như mình không, tiền sử bệnh trĩ như mình không á. Và mình nghe được cái sự giải thích của thầy Thành thì mình thấy rất là hợp lý và mình nghĩ là mình cũng không cần phải làm cái đó để mà thanh lọc. Nếu mà mình thật sự muốn thanh lọc cơ thể mình thì một năm mình chỉ làm cái khóa của thầy một lần. Nếu như mình mà ăn uống sạch sẽ, còn nếu như mà mình mà ăn uống mà không sạch sẽ lắm thì mình làm hai lần và thay cái nước thường của mình bằng cái nước Kangen, cái nước alkaline water các bạn mà bữa giờ các bạn nói. Cái nước đó thì nhà mình mua cho ba mẹ mình cách đây cũng 3 năm cái máy rồi, thì cũng mình không có dùng nhiều tại vì thực sự mình thấy
Nói chung là dùng thì tốt, không có dùng nhiều là tại vì mình lười thôi. Ok, thì sức khỏe thì hãy bây hiện tại thì mình thấy thầy Thích Tâm Thành là người có đầy đủ những cái từ cái đời sống, cái nói chung đạo đức trí tuệ của nghị lực của thầy á, là rất là trọn vẹn luôn. Và dự cho đi cống hiến về cái khóa thanh lọc thân tâm này cũng rất là trọn vẹn luôn. Còn có những thầy khác như là Đỗ Đức Ngọc, về cái triết lý trong ăn uống á, Minh Triết Trong Ăn Uống, cái cuốn sách Minh Triết Trong Ăn Uống á, mình có nghe qua, nhưng mà cũng có nhiều cái lý thuyết nó không, vẫn có chưa có nhiều cái mà mình có những câu hỏi nó không có, chưa được trả lời, nó không có hợp lý lắm. Cái cách mà âm dương rồi đông tây gì đó thì tại vì mình nghĩ là mình chưa có đủ hiểu biết để hiểu hết những cái đó, và thầy chưa có giải thích tất tần tật trong cái cuốn sách của thầy và những cái mà chương trình của thầy mà mình nghe trên mạng, cho nên là mình chưa có tự tin để mà áp dụng những cái gì của chương trình của thầy. Rồi còn thầy, một thầy nữa mà thầy chuyên dạy về luyện khí công, mình quên tên rồi, nhưng mà hồi trước thầy có cái chương trình là 12 ngày thanh lọc mà uống nước với lại là chanh thôi á, nước đường với chanh. Thì thầy tên gì ta, mình quên mất tiêu rồi, sorry các bạn. Thầy đó cũng Trang ơi, Trang thầy gì mà chuyên dạy về luyện khí công? Đó mình nói mình quên tên rồi. Trong cái chương trình của thầy Thích Tâm Thành là có cái chương trình luyện khí công nha các bạn. Cho nên thầy Thích Tâm Thành là luyện hết, là trong 4 ngày này các bạn được uống. Ủa? Mà Hà đi rồi mà hả? Hà đi rồi mà, nhưng Hà đang muốn nghe Trang nói lại mà. Trang chưa có đi Hà ơi, Trang chỉ tìm hiểu chi tiết về khóa này thôi, Trang chưa có đi. Hà là người đi rồi thì đáng lẽ là Hà phải là người chia sẻ chứ sao Trang lại là người chia sẻ hả? Trang cứ chia sẻ theo cách hiểu của Trang đi. Tại vì mình cũng rất là kỹ. Để mình, tại vì trước khi mà mình làm cái gì hoặc là mình chia sẻ thì mình muốn tìm hiểu cho kỹ, mình mới tự tin để mình chia sẻ với người khác được. Còn một thầy quên mất tiêu rồi, không phải thầy Đỗ Đức Ngọc, thầy gì có cái chương trình luyện khí công với lại cái chương trình thanh lọc mà bảy 12 ngày uống nước đường á, thì có nhiều người làm theo lắm. Trang cũng thử làm theo rồi nhưng mà không có phải là Cao Ngọc Lâm không chị? Có phải là Cao Ngọc Lâm như vậy, không? Như vậy đúng rồi. Bị phản tác dụng. Những người khác thì có tác dụng mà Trang làm thì hơi bị phản tác dụng. Và xong đó thì anh Đức ảnh giải thích cho Trang là lý do tại sao đối với người khác thì nó ok mà đối với Trang nó phản tác dụng. Thì Trang hiểu ra và thấy là mình cũng không làm đúng lắm, nhưng mà từ từ cái hết rồi nha, cái này là cái cuối cùng. Ok, ăn xong là đánh răng nha. Hết rồi, lúc hết màu đỏ rồi nha, còn cái này nữa thôi đó. Rồi thôi, sức khỏe thì thầy Thích Tâm Thành, rồi bây giờ mình có cái kiến thức này rồi thì mình hãy tìm cái thời gian nào đó để mình có thể áp dụng cái 4 ngày này ở nhà thôi, tại mình không có tham gia được cái chương trình đó. Rồi về sự nghiệp, mấy mốt chẳng lấy cái file trong bọn đây. Về sự nghiệp thì tùy các bạn thôi. Sự nghiệp thì với Trang thì hiện tại Trang đang hướng theo cái này thì hiện tại đang học thầy Quân, rồi thầy Minh, rồi An. Rồi đây là sự nghiệp của Trang, thì của các bạn thì các bạn tùy nha, tùy hỷ nha. Cái này sự nghiệp thì mỗi người khác nhau, cho nên là cũng không có khi nào mình chia sẻ với nhau thôi. Rồi còn tâm lý gia đình dạy con thì hiện tại mình Trang đang học trong cái khóa dạy con theo hạnh phúc của thầy Minh á, cái khóa coach dạy con hạnh phúc. Hả? Ba buổi không? Không, khóa coach không phải cái, tại vì cái này online, còn thầy có mấy cái chương trình cho giáo viên offline á, mình không có học được. Cái này là cái khóa coach dạy con trong hạnh phúc 6 tháng. 6 tháng y như cái tòa án luôn. Cũng như là đóng tiền cam kết rồi trả tiền lại kiểu vậy đó, sinh hoạt nhóm y vậy luôn. Nhưng mà tập trung về dạy con thì, nhưng mà khác một điều á là bên tòa án á thì chúng ta là những người điều hành.
Còn bên thầy Minh á, là mỗi tuần bắt buộc phải họp một buổi, mà bên này hơi bị nghiêm luôn á, là khi mà họp là bắt buộc phải có mặt, rồi phải điểm danh, không có là bị trừ điểm là trừ tiền. Rồi thầy sẽ giảng bài một tiếng đồng hồ đầu, thầy sẽ giảng bài, xong đó thầy sẽ trả lời câu hỏi, là tuần nào cũng vậy, y như bát canh luôn. Một tiếng đồng hồ đầu thầy giảng bài, thầy trả lời câu hỏi, rồi thầy điều hành tất cả những cái gì, rồi ban tổ chức chỉ việc up bài lên để làm bài tập. Mà bài tập bên này á, hả, kinh hơn bài tập bên Tội An nhiều. Bài tập bên này là mỗi tuần ít nhất là 3-4 bài tập, mà bài tập nó chồng chất 3-4 bài đó, rồi tuần sau cũng thêm một bài, là chồng lên cái bài tuần trước, thêm bài chồng lên cái bài tuần trước. Và trong cái khóa coach dạy con này, tại vì mục đích của thầy là huấn luyện những người trong cái khóa này trở thành thầy, mà để mà đi tạo thành một cái group để mà đi chia sẻ lan tỏa. Mục đích của thầy là vài năm tới là muốn tất cả các mẹ bầu, mỗi mẹ bầu đều có được cái tiếp xúc đến những cái chương trình này. Thầy dạy nhiều về đạo đức, trí tuệ, nghị lực, rất là khác bên thầy Quân dạy. Nói chung là có một cái cách nhìn rất là khác. Và trong khóa này thì bắt buộc sau khi hoàn thành khóa thì mỗi người phải nhập thất một lần, ít nhất là một lần. Nhập thất có nghĩa là ở trong phòng, đóng cửa lại cho 7 đến 10 ngày, không ăn uống, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không điện thoại. Ở uống thì có uống, nhưng mà ăn thì giảm ăn. Rồi chị bầu vậy sao? Đó. Thì dĩ nhiên thầy sẽ luyện tập cho mình để mình đạt được cái mức đó. Chúng bạn làm vậy đâu. Trong 6 tháng thì mình thầy sẽ luyện. Cái này là bên thầy Minh. Còn bên dạy con này thì trước thầy Minh mình đã chị Thắm ở bên dạy con ở nhà của Nguyễn Thắm. Rồi trước khi chị Thắm thì mình đã học, mình đã coi tất cả các khóa. Chứ không, tất cả khóa đã khoảng 70-80 khóa của tiến sĩ Ái Liên á. Ok. Trước Ái Liên thì mình còn còn học những thầy cô khác rải rác linh tinh nho nhỏ nữa, mà có mấy thầy cô khác mình mua cái khóa xong rồi cái mình phát hiện cái khóa sau này hay hơn, mình không có thầy. Mình mua rồi cái mình để đó, mình không có chưa có học nữa, mất cười. Nhưng mà nói chung là thầy Hiền Trí á, người ta không có tự xuất hiện trước mặt mình đâu nha các bạn. Mình phải kiếm, mình phải tìm thì mình mới gặp được. Kiếm tìm cũng chưa chắc là đã gặp được. Giống như là hôm bữa mình có đăng cái bài là có duyên mới độ được, còn chưa có duyên là chưa độ được á. Thì bản thân mình cũng phải nghĩ là mình có duyên hay chưa nữa. Cái thời điểm này mình chưa có đủ nội lực thì mình chưa có được duyên. Mình phải phát triển bản thân cho đến thời điểm mà mình có đủ nội lực thì nói chung bản thân sẵn sàng thì người thầy mới xuất hiện kiểu vậy đó. Rồi còn đạo đức, tấm gương, lối sống thì mình nhìn nhận là mình cần đọc nhiều chuyện vĩ nhân hơn. Hồi nào đến giờ mình cũng không đọc nhiều chuyện vĩ nhân. Rồi đọc cùng con hay là và học thêm về cuộc đời của Đức Phật với Chúa Giê-xu để theo gương nhận hai người này. Thì vậy. Rồi tâm linh thì mình cần phải tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày. Năm tới là hy vọng mình có thể tham gia được một khóa thiền nếu mà hết COVID. Bên này hết COVID. Với lại là cái nhập thất ở nhà của thầy Minh nào. Tại vì thật sự nếu mà các bạn mà thiền đúng á, thiền đúng á các bạn, thì sau cái khóa thiền các bạn sẽ có hai sự khởi sinh, hai điều chắc chắn luôn. Mà mình đã trải nghiệm điều này rồi. Mình chưa có tham gia cái khóa 10 ngày, nhưng mà mình đã thử nhập thất và thiền ở nhà tự bản thân, cỡ như là đóng cửa 7 ngày để thiền á, 5 ngày 7 ngày để thiền á. Rồi kiểu vậy á thì mình thấy là đúng là có hai điều sẽ khởi sinh. Một là trí tuệ, mà trí tuệ này không phải là trí tuệ kiểu thông minh đâu nha, hiểu biết đâu nha. Trí tuệ này là cái kiểu như là mấy người bên kiểu Phật giáo hay nói á, kiểu như bên thầy
Thinh Minh Niệm hay là mấy người kiểu thầy Quân hay nói á, kiểu trí tuệ mà rất là sáng suốt, nhìn thấu rõ mọi vấn đề á. Rồi một là trí tuệ, còn hai là từ bi. Các bạn sẽ sinh khởi lòng từ bi kiểu mà yêu thương vô điều kiện á, yêu thương mà vậy á. Nói chung là vậy, trí tuệ và từ bi. Nếu các bạn thiền xong mà tham gia khóa thiền xong mà các bạn thấy có hai điều đó, một trong hai điều đó khởi sinh là các bạn đang đi đúng đường. Còn nếu mà các bạn tham gia khóa thiền xong mà các bạn thấy các bạn cần phải đi nữa, có nghĩa là các bạn đang không đúng hướng nha. Kiểu như là mình phải có thêm thuốc thì mình mới tăng năng lượng, là kiểu như đó là không đúng rồi. Rồi nhóm bạn tốt thì hiện tại chúng ta đang có nhóm kiên định nè ha. Mình thì mình đang có bạn hồi đi học thì mình có một người bạn là hồi đi học đại học thì bây giờ thì cách đây chắc 2-3 năm rồi làm personal secretary cho mình luôn. Nghĩa là quản lý hết tài chính cho mình. Chuyện này là bên công ty bên kia. Rồi mạng xã hội thì mình đang có nhóm kiên định, rồi nhóm nhân sự kế thừa khóa 2 vừa rồi. Mình rất khuyến khích là các bạn tham gia học, tại vì cũng như kiểu tòa án, lớp tòa án đóng tiền cam kết rồi xong rồi trả lại thôi. Nhưng mà cái khóa này thật sự là thay đổi bản thân mình chắc chắn 100% luôn. Gần hết thời gian rồi đó. Tôi ra thì vô lại cái link này nha. Không có break. Mở lại. Mình có dạy con trong hạnh phúc bên thầy Minh. Mình đang viết cái nhóm dịch khóa chánh kiến 1. Chánh kiến mà mình gửi cái account cho các bạn đó. Chắc là đến tháng 1 là sẽ cái nhóm này là sẽ dịch xong. Chị Trang nói gì? Khóa chánh kiến luôn. Nghe không? Nói lại nha. Mình đang lead một khóa dịch khóa âm lộn. Mình đang lead một cái nhóm dịch. Nhóm này là dịch cái khóa chánh kiến mà mình vừa cho các bạn cái account miễn phí để học đó. Lý do là mình có cái account mạng miễn phí là tại vì mình lead cái khóa này, cho nên bên BKE cho mình một số tài khoản nhất định để mình có thể cho các bạn thì các bạn không có cái khóa online, cho nên là bên đó cho mình cái mấy cái account á, thì mình hơi lợi dụng tí. Nhưng mà mục đích cái này là để cho càng nhiều học người học thì càng tốt thôi. Thì cái khóa dịch này thì hiện tại mình đã làm được, tụi mình đã đi được 2 tháng hơn rồi, thì đến tháng 1, chắc là cuối tháng 1 thì sẽ xong cái chánh kiến 1 dịch ra được là tiếng Anh hết luôn. Rồi để bên BK lồng tiếng và lan tỏa cho gần như là 4 tỷ người nói tiếng Anh trên toàn thế giới á. Hay quá. Hiện tại thì mình cũng đang lead cái nhóm thẻ chánh kiến mà có Mai Trang cũng đang tham gia. Thích mấy bài viết của Mai Trang dễ sợ luôn. Đọc mà bài nào cũng cười muốn vỡ bụng. Bạn đồng nghiệp thì hiện tại mình không có. Bạn đời thì hôm qua mình mới làm đến cái bước này thôi. Bạn đời thì mục đích của mình là mình sẽ hy vọng là lên kế hoạch để cùng nhau trở thành bạn đạo trong 5 năm tới. Sếp thì không có. Tủ sách tinh hoa thì tủ sách của mình chính là mình nghe nhiều sách lắm. Chắc là một tháng trung bình thì chắc một tháng mình nghe từ 1 đến 2 sách. Từ hồi nào đến giờ được, từ chắc khoảng 3 năm cách đây đến giờ rồi. Nhưng mà không có nhiều sách tinh hoa. Có năm lại trở lại đây thì mới bắt đầu nghe nhiều sách tinh hoa thôi. Nhiều sách tinh hoa, nhiều sách đạo lý thôi. Nhưng mà mình cần phải mua để mà bỏ vào tủ sách. Tại vì nếu mình có tủ sách đó, thì các bạn thứ nhất là các bạn có thể cầm đọc được bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa là con mình sau này nó lớn á, cái tủ sách đó thì nó đến cái tuổi mà nó phù hợp á, thì nó có được cuốn sách ngay trước mặt rồi. Nhiều khi mình cũng không cần bảo nó là con đọc sách này đi nữa, nó chỉ thấy đó, nó sẽ tỏ ra thích thú. Nó đến cái tuổi mà nó cần thích thú, mình đâu có biết được cái tuổi nào đâu.
Tuổi nào sắp nào đó, nhiều khi nó phát triển cái tâm linh nó phát triển hơn trước mình chẳng hạn. Thì có những cuốn sách nào hay giới thiệu cho tụi em với chị Trang ơi. Sách hay hả? Sách hay sách nếu mà tham gia khóa nhân sự kế thừa bên thầy Quân thì cái đống sách sẽ có 124 đúng không? Coi như là tuần review sách giống như bên Tờ An nè. Những cuốn sách của Tờ An giới thiệu thì đa số là sách tinh hoa hết á. Em thấy, em có cảm nhận vậy. Tại vì thật sự á, là Tờ An học khóa nhân sự kế thừa 1 bên thầy Quân đó. Và cái Happy Coach này là một cái bản thể của cái nhân sự kế thừa của bên thầy Quân á. Cái bản sao. Có điều là Tờ An thì... tập trung vào giải quyết hạnh phúc gia đình và chia sẻ theo cái hướng là để mọi người tự đứng lên để mà điều hành. Còn bên thầy Quân thì có cái ban cán sự nó chặt chẽ hơn, có nghĩa là phạt hay là cái gì hay là hoạt động nhóm thì nó chặt chẽ hơn bên này một chút. Bên thầy Minh là chặt coi như là chặt siết cổ luôn á. Không, mẹ không mở đâu. Cái đó giống cái này. Cái này giống cái này giống nhau. Nó kia không ăn cái này. Mẹ không mở cái này nữa. Hai cái này giống nhau. Không, mẹ không mở. Lucky muốn mở cái này thì Lucky ăn hết cái này đi. Lucky muốn mở cái này. Lucky muốn mở. Vậy là chị Trang đọc cái sách trong cái nhóm nhân sự kế thừa khoảng tầm 120 cuốn đúng không chị? Cái danh sách là tầm 120 cuốn đúng không? 10 hay là 120 cuốn. Ví dụ đó thì mình không nhớ. Mình không nhớ chắc chắn, mình không sure. Mà trong cái đó thì các mình sẽ được các bạn nhớ cái hồi đầu mới tham gia Tòa An mình có phân tích cái các mẫu chuyện trong cuốn sách cổ học tinh hoa không? Thì bên thầy Quân cũng sẽ làm cuốn sách cổ học tinh hoa. Xong cuốn sách cổ học tinh hoa sẽ mua tới cuốn sách Sự ký tư Mã Thiên. Nó khó nha. Cuốn học cổ học tinh hoa. Nếu các bạn có điều kiện thì mua mấy cuốn sách này về nhà. Mà em mua rồi. Các bạn còn thấy mặt bạn mình của mình không? Có thấy rồi. Trang ơi, Trang nói lại cuốn sách thứ hai đi, Sử ký học. Sử ký tư Mã Thiên. Đây, lên Trang BKE shop nha. Sử ký tư Mã Thiên. Này, lên BKE shop đi, khỏi lên BKE shop. Có khóa học giới thiệu ở sách ấn phẩm đây. Tất cả các sách họ bán ở trong chỗ trong cái trang của họ là gồm sách tinh hoa hết. Có sách cho con nít, sách cho người lớn luôn. Lo pháp thoại đây. Đây, sản phẩm mới, bán chạy, gia đình dạy con, thiền đạo lý, doanh nghiệp, kỹ năng, sức khỏe. Đó. Có hết. Nói chung là để kiếm được sách tinh hoa thì cứ chạy vô trong này. Khi nào mà hết sách trong này rồi thì hãy kêu gọi bên ngoài. Ok. Mà nếu như mà kiếm được chỗ nào mua rẻ hơn thì kiếm chỗ khác mua thôi, không thành vấn đề. Còn nếu mà mua được ủng hộ ở đây thì mua. Em sẽ mua ủng hộ ở đây bởi vì ở đây là cái nơi mà họ ươm mầm cái giáo dục tốt đó. Nên là sẽ muốn ủng hộ đây hơn. Rồi gần đến giáng Tết nè thì nếu mà được thì các bạn có thể mua loa pháp thoại để mà tặng cho người thân làm quà Tết, hay hơn là mua quà bánh. Chính xác chị ơi, bây giờ ai mà tặng sách em thích hơn ai mà tặng em tủ sách là em. Việt Nam mình, người Việt Nam thích. Em nói thiệt luôn á, em chỉ có mình cũng thích được tặng sách hơn à. Em chỉ mơ là em được cái căn phòng có sách và có chỗ ngồi em sáng sáng. Nhóm của mình các bạn đã được luyện thói quen đọc sách rồi, nhưng mà phần lớn đa số những người xung quanh chúng ta không có thói quen đọc sách. Đúng xác. Cho nên là tặng loa pháp thoại là tốt nhất. Nếu mà những gia đình nào mà không có dính về đạo á, thì mua cái loa pháp thoại sách nói tinh hoa. Còn những gia đình nào có mà bên đạo á, thì mua cái loa hàm dưỡng tâm hồn thì có tất cả các bài của các thầy rất là hay. Mà hầu hết các bài này đều có trên YouTube hết, nhưng mà họ tổng hợp lại rồi họ làm cho vô nhạc rồi cho thêm cái mình dễ nghe cho nó hay á.
tức là họ cũng có đọc lại, với lại họ cũng tổng hợp bài bản, rồi họ cung cấp thêm cái loa để mình có, rồi danh sách nữa, nói chung là tổng hợp nhưng mà có công sức, chứ không phải là tổng hợp mà không có gọi là gì. Nói chung á là em nói thì thay vì ngồi mà xót xót hết tất cả cái đống đó đó thì thôi mua đi cho rồi, thứ nhất là mình ủng hộ người ta, đúng không? Thứ hai nữa là mình đỡ công tìm kiếm, tiết kiệm được nhiều thời gian dữ lắm luôn á. Đó thì nói mà ai mà không có bên đạo thì mua sách nói, còn ai có bệnh thì mua dầm dưỡng tâm hồn, mua luôn hai cái thì tốt. Nghe luôn, nghe hết 24/7 là 3 năm mới hết luôn á. Chị nghe 3 năm tròn luôn hả? 3 năm tròn, nếu mà 24/7 còn một ngày mà nghe 2-3 tiếng thì chắc phải 5 đến 6 năm. Rồi quay lại cái này. Rồi đó, bên sách là giải quyết rồi nha. Loa nè, loa 70 sách thiền có loại ra nữa. Rồi hoạt hình nhất khâu hoa thường, tim quà tặng cuộc sống. Lucky, ai mở cho Lucky vậy? Bà ngoại hả? Mẹ nói Lucky là không có mở mà, Lucky đâu có ăn nữa đâu. Sao Lucky dám kêu bà ngoại mở? Mẹ nói là không mở nữa, em không có ăn.